Tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng. Em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại em lại xem qua hết. Em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì là không có luôn. Tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo, đúng không? Không để cho người ta làm hoài không được. Không được. Không có nghĩ là sẽ gặp tụi em trực diện như thế này luôn á. Chắc có lẽ là quý vị khán giả khi mà gặp hai vợ chồng này bước lên sân khấu thì chúng ta đều nhận ra họ là ai rồi, phải không nào? Thế nhưng đến với chương trình này các bạn phải tuân theo một cái thủ tục, đó chính là giới thiệu về mình. Mời em. Em là Nghiêm Minh Hiếu, em năm nay là 32 tuổi. Tên thường gọi trên mạng gọi em là Genesis. Em cũng làm ở YouTube, em làm video trên mạng này nọ. Em muốn gửi lời cảm ơn luôn và lời chào luôn cho hai anh chị và cũng chào tất cả quý vị khán giả cho hai vợ chồng em một cơ hội để có thể hiện lên chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Rất dễ thương. Em là quê em ở đâu cưng? Dạ em đẻ ở Hải Phòng ạ. Dạ nhưng em sống bên anh từ lúc em cỡ 7 tuổi. Em về đây là 23 tuổi về đây. 23 tháng học xong đại học là em về. À vậy hả? Hèn gì nó cái giọng nó lớn lớn. Thế em không có tự tin về cái tiếng Việt của em. Tiếng Anh của em giỏi hơn cả tiếng Việt. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Trời ơi, biết sao mà người đó mà đẹp dữ vậy trời. Cảm ơn. Em xin chào chị Vân và anh Quốc Vận và tất cả quý vị khán giả. Em là Phạm Thị Trang, năm nay em 18 tuổi. Còn công việc của em là KOL ạ. KOL. Dạ. Dạ mọi người hay biết đến em là Xoài Non ạ. Mình có thể nói sơ chút xíu là tại sao là mình lại có cái nickname nó đáng yêu mà nó chua chua mà. Nói chung là ai mà nhắc tới cái chữ đó là nhiều nước miếng. Nhắc tới đó là tự nhiên muốn muốn muốn. Thì có nhiều nước miếng luôn. Là coi như là một là lấy muối, hai là lấy cho nước mắm. Cái tên đấy chắc giới thiệu dễ hơn là cái tên đấy đúng là bắt đầu từ là bạn em nó là Piu Piu. Thì lúc mà bạn em mới biết Trang, lúc mà em quen Trang á thì Trang còn rất là trẻ. Dạ, nên vậy cái tên đấy là từ Piu Piu đặt ra và từ cộng đồng mạng người ta bắt đầu sử dụng và nói chung là cứ phát lan như thôi. Nghĩa là bạn phải có một cái gì đó nó liên quan đến cái trái xoài. Dạ, đó. Tại vì em còn bé quá, lúc đó là em mới có 16 tuổi, là lúc em chưa chín mà. Chồng em gặp em á thì kiểu nó chua quá, sợ đụng vô nó bị gì. Anh rất là tò mò muốn biết vì sao em lại lấy cái nickname đó là Semesis. Cái nickname này thật sự nếu mà em đổi được em cũng đã đổi rồi. Bởi vì cái nickname này là một cái tên mà em dùng để chơi game từ lúc em mới 9 tuổi. Nani? Từ thời rất là lâu rồi. Dạ, thì từ thời mà mấy cái game đầu tiên mà nó cho mình chọn tên nhân vật ấy. Dạ, thì em cứ dùng cái tên này từ lúc mà em ở bên nước ngoài về đến đây. Trước khi em làm YouTuber thì em stream thời mà stream chưa có như bây giờ đâu. Thời stream mà kiểu đỉnh cao của Việt Nam luôn là khoảng cỡ 100 người, khoảng cỡ 100 người xem là gọi là cao nhất Việt Nam rồi đó. Dạ, cái đấy là nhớ là 2012 à. Dạ, đó, thì lúc đấy em mới có chơi game mà lúc mà em ở nhà thì em dùng cái tên này. Từ từ nó xây lên sau bao nhiêu năm là cái tên này nó kiểu bị dính luôn. Cơ duyên nào mà em lại đi theo cái nghề mà em đang theo? Ở đó bên anh là em học, mà khi mà lúc em học đó là em học theo chuyên ngành nào? Dạ, hồi trước mà em học là em học kiểu coding á. Nó là coding cho game. Thì là computer game design and story development. Vừa thiết kế game vừa viết câu chuyện cho game á. Đó là cái môn mà em học ở đại học. Từ cái đấy em đổi về Việt Nam là em trước là em dùng cái cách này là một cách mà em có thể giải trí. Bởi vì em bị cái là em ở nhà, em sống một mình. Em sống mình từ trước đến giờ rồi. Nên vậy lúc ở nhà nó hơi buồn. Thì lúc mà em đa số em có chơi game gì đó thì em hay stream để có người em giao tiếp với. Đó anh là biết, anh biết. Cái đấy một cái đam mê nhỏ nhỏ thôi, một cái hobby thôi. Thì từ đấy nó bắt đầu nó xây lên và tất nhiên nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn. Và sau bao nhiêu thời gian thì đó thì lúc đấy em có một cái lượt follow cũng khá là ok. Nhưng mà cái này em nói cái này làm cũng rất là lâu để xây dựng cái đó. Thật ra là chị biết không, ban đầu là rất là ít người biết, nhưng mà đến cái giai đoạn mà 2012 và cái đỉnh cao của đó là 2014 đó, là anh còn nhớ là một cái đợt mà bắt đầu là cho ra đời rất là nhiều những cái tên rất quen thuộc đó, như tên em nè, tên Piu Piu nè, Vino Tống nè, và rất nhiều. Và trong Pháp TV đó cũng làm một cái nhóm người mà tạo nên streamer rất là đình đám. Em gặp Trang như thế nào? Hôm đó là em đi một cái event, em được mời là khách mời.
là em đến đấy là một cái event mà dành cho kiểu là YouTuber giúp với YouTuber mới, mấy creator mới để biết từ nghề và nói chung tham gia. Đến đấy là em có gặp Trang. Hôm đấy đến là Trang ngồi kiểu là kế bên phải của em, tách nhau ra một cái kiểu hai đi xuống ấy. Thì em cũng có để ý rồi vì vợ em nhìn rất là like, và em làm 100% việc nhưng mà nhìn cực kỳ like, thì cũng để là ấn tượng với em. Nhưng mà bởi vì mình đến đấy cũng kiểu là làm việc mà, thì em cũng chuyên nghiệp, em đâu dám đâu nói gì đâu, giả bộ liếc liếc thôi, em chỉ nhìn thôi, em chỉ nhìn thôi nhưng mà không dám nói gì cả. Sau khi mà event xong, em thì bản thân em không tin về duyên nợ. Thường là em về là em không có kiểm tra trên Facebook, em làm social media nhiều mà, thì em không có việc kiểm tra mấy cái ad friend hay cái gì đâu, bởi vì nó quá nhiều. Không biết sao ngày hôm đó tự nhiên hứng đâu ra em lại khuyến em lại xem, em lại xem qua hết. Em nhận ra vợ em là từ một cái tấm ảnh bé, bạn bè chung thì lại không có luôn, thì tất cả bao nhiêu cái list người như vậy, thì em lại tự nhiên đâu bắt ra một người em nhìn thấy hơi quen quen, nhìn ra đó đấy là bé mà mới gặp đó. Dạ, dạ, dạ. Như vậy là Xoài Non là người chủ động ad fan đến trước. Dạ, dạ, đúng vậy rồi. Thì tại sao lúc đó là em có làm ở trong một cái công ty game, em cũng theo ngành là theo muốn theo streamer. Lúc đó là cái anh quản lý của em thì rất là idol chồng em luôn, thì đúng rồi mới bảo là trời ơi tao thích anh đó lắm, tao có thấy ảnh nhìn mày hoài nha, kìa giờ các bạn Facebook làm quen đi. Cái em thì cũng làm trong nghề này thì cũng muốn là có mối quan hệ trong nghề, thì mới là về các bạn Facebook làm quen. Mới các bạn đúng 5 phút sau là nhắn tin em liền, hai em có phải là cô bé ở sự kiện không? Chờ cái câu hỏi này lâu lắm rồi đúng không? Đúng là mình là ông thì mình cũng phải chủ động một tí. Phụ nữ đã áp mình rồi thì tất nhiên mình phải là người đi bước tiếp theo, đúng rồi, không để cho người ta làm hoài, không được, không được. Sau đó thì bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức quen nhau? Cũng khá là lâu luôn, bởi vì lúc đó em mới 16 tuổi đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ cái đấy là phải cũng thời gian đấy, bởi vì bọn em là có nói chuyện với nhau, xong rồi có vài đoạn mà nói chung cũng ngừng nói chuyện á, ngừng liên lạc á. Nhưng mà tức là một thời gian là ngừng liên lạc. Dạ, có đôi thời gian câu chuyện là như này, nó thật luôn. Cái hôm mà em là cho em dẫn vợ em đi trong một cái date nào đi đó, đi ăn đi ha, thì lúc đấy bởi vì em không có biết vợ em bao nhiêu tuổi cả, em nhìn vợ em thì cũng nhìn trưởng thành, nhìn như nó lên đồ thì em tưởng là cũng đủ tuổi rồi, đủ tuổi rồi đó. Dạ, nhưng mà hôm đấy thì em hỏi vợ em là em bao nhiêu tuổi, vợ em nói 16. Thì lúc đấy em là em bị kiểu là bị đơ, em không biết cái gì luôn, nhỏ quá, em còn phải kêu là các anh xem chứng minh nhân dân được không, bởi vì thật sự là em không ngờ, em nghĩ cái tiếng kèo này nó bắt đầu nó hơi chua rồi ạ, đó bởi vì mình không có tưởng tượng được là vậy. Xong rồi sau đó nữa là vợ em, bởi vì lúc còn trẻ quá mà phải về đúng giờ, nhưng mà trước khi đó là qua gặp anh quản lý của em chút, đó, thì lúc đấy là em nghĩ ôi cái này là kiểu là mình đi kiểu hẹn hò hay là mình đi công việc đấy, đó, thì em cũng hơi hoang mang, kêu ok mình lịch sự mà kêu ok vậy cứ đi cho xong. Qua đấy thì tất nhiên nói chuyện với anh quản lý thì em cảm giác em bị gài á. Kiểu là nói về công việc là đẩy bé lên đẩy như này lắm nha, em kêu chết rồi. Cái kèo này nó chua gì đó. Mình là mình tính cách khác, nhưng mà anh quản lý với cô này là tính một cách khác. Cái lần đầu tiên mà em hẹn hò với anh này với cái tính cách lúc đó là bắt đầu là giống như hai người yêu nhau rồi đó. Tức là đi mà không thông qua quản lý đó. Dạ, trong thời gian mà em tìm hiểu chồng em thì lúc đó là em đã không còn làm ở trong công ty nữa rồi. Sau thời gian đó thì tụi em hẹn hò thì đa số là sẽ về nhà chồng em, tại vì là hai đứa thì kiểu làm biếng đi ra ngoài, mà ở nhà thì hai vợ chồng hay ngồi coi livestream với lại hay chơi game với nhau. Thì là em hay qua với em chơi. Nhưng mà rồi gặp ảnh là có thích ảnh liền không? Dạ, chắc là sau này mới thích. Sau bao lâu thì em cảm thấy trái tim rung động nè? Dạ khoảng tầm 2 tháng ạ. Tại vì sau lâu quá, 2 tháng là trong thời điểm đó thì cũng có rất là nhiều người kiểu tìm hiểu em, nhưng mà họ kiểu như là không thấy em kiểu lại á, thì họ kiểu họ đi. Còn chồng em thì vẫn là luôn bên cạnh em, kiểu em đi quay hay là đi đâu chồng em kiểu những lúc em cần là sẽ có bên cạnh, thì em cảm thấy là người đàn ông này kiểu rất là quan tâm em, không có như những gì mà người ta nói. Tại bình thường ở trên mạng thì hay nói là chồng em là kiểu lăng nhăng, thành ra là lúc mà em mới gặp chồng em thì em kiểu em hơi rụt vô trong xíu, em không có dám. Sau một thời gian mà thấy kiểu chồng không có như những gì người ta nói thì bắt đầu mới nói thôi cho người ta mở lòng, đúng không, mở lòng ra thì mới thấy là chồng mình được ngon, được ngon, đúng không? Như vậy là theo anh nghĩ là chắc tới 18 tuổi thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau, và em cầu hôn cổ đúng không? Mình em bắt đầu yêu nhau lúc mà Trang cỡ 17 đúng không? 16 rưỡi đi, tại vì lúc 16 là gặp nhau, 2-3 tháng sau mới thích. Chứ mà Trang cỡ khoảng 17 thì em cầu hôn và dự định là cưới cho năm sau luôn. Thì đúng năm sau là hôm mà ngày đám cưới đó, là vợ em mới đủ tuổi được cỡ khoảng 10 ngày thì phải. Em là đám cưới khải liền luôn.
Máy luôn. Thôi tay nó là lắc xoay lắc. Chiếm được cái là mấy liền. Giờ là xài chính rồi đó. Đúng chưa? Anh không có nhiều chuyện. Nhưng anh rất tò mò. Đó là cái chuyện mà em lần đầu tiên hai đứa hôn nhau. Cái nụ hôn đầu tiên là em chủ động hay là cô ấy gợi ý? Bởi vì em cũng lớn tuổi hơn vợ em khá là nhiều thì cái tuổi của mình á là khác nhau hoàn toàn. Lúc mà trong mấy thời gian em muốn kiểu là thử hôn vợ em lần đầu đi ha, thì em nói thật luôn là em cực kỳ ngại. Bởi vì lúc ấy vợ em đang trong cái tính mà kiểu như là không biết em giải thích như nào nữa, kiểu cu kiết, kiểu là bất cần, kiểu lạnh lùng, khoảng 17, 67 bây giờ kiểu đấy đó. Lúc đấy là em muốn gần gũi hơn nhưng mà em không biết cách nào được. Mà kiểu là đi taxi trên đường về là em đưa vợ em về nhà. Em đi taxi trên đường về thôi em thấy nắm tay cũng khó, kiểu là vợ em này cứ kiểu đó, phòng hờ không có tay nắm luôn, khó. Nhưng mà lần đầu tiên thì em nhớ đúng thì như là em thì phải em như em là người chủ động. Thì chủ động ra, chủ động ra ở đâu? Cái đấy như anh nhớ đúng là ở nhà em. Không, taxi mà. Taxi à? Ừ, taxi lúc mà đưa em về xong cây hôn lên ngôi hôn đâu? Hôn đâu? Lên môi. Em nhớ lúc vợ chồng em kiểu vậy nè, kiểu em thì em thấy là như thế này, xong cái cứ đưa dậy, xong bắt đầu kiểu cứ ngồi dậy, em thấy xong em cũng dạ vợ em để tay em đây, xong rồi kiểu cũng ngại, xong rồi cũng sợ là em đánh, tại lúc em dữ lắm, vậy mà em dữ mà, khi xong cũng sợ, xong rồi thôi là đặt lên đây, cái em mới đưa tay em đây để bắt đầu mới kiểu nhẹ nhàng đón lấy để đón lấy. Hiếu á thì là một cái người là hoạt động trên social, trên social media, là quá quen với những cái comment, những cái đàm tiếu của dư luận rồi, nhưng mà em thì em còn quá trẻ. Vậy thì cái điều gì mà khiến em vượt qua được những cái điều đó? Lúc mà em quen chồng em thì em cũng đã hoạt động ở trên kia rồi. Thì em cũng đã từng trải qua những câu chuyện mà nhiều người nói và nhiều người nói mình rồi. Là khi mà em quen chồng em thì cái câu chuyện nó không còn là một vấn đề xa lạ gì nữa. Thì em cũng bước qua cái đó chuyện bình thường mà em cũng kệ luôn, em cũng không quan tâm luôn ạ. Bây giờ hai chồng lấy nhau rồi về là em có cảm thấy là em thỏa mãn với cái cuộc sống và em hạnh phúc với cuộc sống mà hiện giờ em đang có không? Dạ có. Mặt rất là mỹ mãn luôn. Và ngày hôm nay nữa, khán giả khi mà xem được chương trình này thì mới thấy rằng là cái việc mà hai bạn đến với nhau hoàn toàn không vì một lý do ngoài là việc là yêu nhau thật lòng. Dạ. Đúng chưa? Hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi cưng? Hai vợ chồng em lấy nhau từ tháng 11 ạ. Tháng 11 nay là mới có 4 tháng à. Son quá ha. Dạ. Như vậy chắc có lẽ là chưa có thấy được cái tật xấu gì của nhau đâu. Thấy nhiều lắm rồi hả? Dạ. Nhiều cái kỳ lắm. Đâu kể luôn nè. Không dám kể luôn nữa. Em còn rất là trẻ thì có nhiều cái tính. Con nít nó cũng rất là lộ ra ở nhà. Tự nhiên đâu ra đó một ngày vui vẻ, ngày bình thường, và em đứng ở trong giữa nhà nhảy múa, la hét hát hò. Thì cái đó đâu phải tật xấu đâu, cái đó đáng yêu mà. Đáng yêu nhưng mà tất cả cái tính đấy là cũng kiểu là bây giờ mình lớn rồi mình cũng không có là không được kể những tính đáng yêu. Đúng rồi. Còn mát của chương trình là bây giờ là mình phải kể tật xấu nè. Tật xấu và em bây giờ cái rõ ràng nhất là em có thể nghĩ tới cái ngủ nhiều. Vợ em là ngủ như là em bé mới đẻ. Vậy em bé mới đẻ. Như là em bé mới đẻ. Cháu em không ngủ nhiều như vợ em. Em chưa thấy ai mà ngủ được 16 tiếng. Và điều đấy khóc thật. Mà không phải là ngày này qua ngày nọ không, hay là không phải hàng ngày, nhưng mà có mấy khi nếu mà có thể được thì sẽ ngủ hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể được, đúng không? Công việc chính của em là làm về mạng xã hội á. Thì em sẽ dành thời gian cho buổi tối để làm việc, tại vì ban ngày thì kiểu như em không sống vào ban ngày thì sao á. Em không hợp với ban ngày là đầu óc em kiểu không suy nghĩ được gì cả, chỉ có buổi tối bắt đầu em mới phải là check công việc, xong rồi xem này trả lời kia, em làm hết trong buổi tối luôn. Xong rồi ban ngày thì em đi ăn, đi uống, đi xem phim, đi ngủ. Nhưng mà cái đó cũng không kể là tật xấu nữa. Ví dụ như ăn uống nè, bề bộn được không nè? Có xấu ăn không nè? Ví dụ như đói bụng á, là có hay la cọc, em không? Cọc quá. Tất cả gì anh mới nói như là tật của em không? Như là tật của em không? Chị em có quyền rồi, tới em đó. Em thủ em rất là hay cằn nhằn. Tại vì em cực kỳ ghét ở bừa. Mà chồng em mà quần áo đi đến đâu là quần áo tuột đó. Là bừa bộn nè. Dạ đó. Đúng rồi. Thứ hai nó hay cáu ăn. Mà hay quạo lắm. Mà chịu nhiều khi mà giờ gần đây chồng em thì nhìn cái body thì cũng phải biết là phải giảm cân rồi ạ. Không được ăn á thì quạo xong rồi hả, nguyên một ngày không thèm cười với ai hết trơn á. Em có dở, em có gì không? Cũng đúng trạng thái à, đang quạo nha, đang dịch ăn quạo đó. Ở nhà có gia trưởng không hay là trẻ con? Dạ chồng em thì trẻ con theo em. Không, thí dụ một cái tính trẻ con đi. Nhiều khi mà nằm cái meo 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 đi chơi, cái xong rồi muốn rủ em đi chơi cùng á, cái em không chịu đi, cái quỳ xuống dưới kiểu gì nè, đi mà thiếu vợ chồng đi không được, kiểu như là phải làm cách gì dễ thương nhất để cho em đi, nhưng mà em không đi. Nam kế đó. Dạ, phải nghĩ nam kế. Anh rất muốn xem lại cái hình ảnh mà em năn nỉ vợ em có thể tái hiện lại cho anh coi được không? Đây để em diễn tả, em rồi, diễn tả nha. Vợ
Đi đi mà tiếu vợ vợ chồng đi không được. Mà em đang phơi đồ. Con đang phơi đồ à? Trời ơi đẹp vậy. Em là em ngồi em bị em ngồi xuống cái em sợ em không ngồi đứng dậy nổi. Nhưng mà em ôm hai gối em kêu kiểu là chấp chấp hai tay như này và em kêu vợ không có vợ thì cũng nhịn nổi. Mà nó hơi khó làm một tí với mặt cái bồn. Ở chung với nhau thì nó cũng tính tính vợ mình như nào mình cũng vậy. Dạ. Bây giờ mà người ta vẫn là cô bé mà. Chiều dữ không? Nhõng nhẽo không? Cũng phải có một chút gì đó gọi là nhịn, một cái gọi đó gọi là nhường nhịn. Nhường nhịn mà nhẫn nhịn luôn không? Cô mai chu lè chu lét á, coi như là sao không có đâu. Em rất hiểu chuyện luôn. Em thiệt lắm, em kiểu như khi em nhõng nhẽo thiệt. Dám hỏi thì hai vợ chồng có phải ở chung với nhau thì trong thời gian mà ở chung với nhau á, hai vợ chồng hầu như là không cãi nhau luôn á, chỉ là lâu lâu thì có bất đồng quan điểm một chút xíu rồi giận hờn nhau xong đi tiếng hai tiếng đi về lại hòa. Hai đứa có ý định là bao giờ mới có em bé không? Bọn em đang cố đang thả luôn đó. Dạ đang mong. Vậy hả? Là coi như là bé mới 18 luôn cho có con luôn. Dạ. Dạ thật ra em cũng thích cái em bé thôi, tại xung quanh em ai cũng có em bé hết trơn á. Ở nhà có một cái bạn nào mà em cưng chiều không? Dạ nhà em có nuôi một bé Corey ạ. Corey đúng không? Dạ. Chà, chắc cưng lắm đúng không? Dạ cưng nhất nhà luôn ạ. Cưng nhất nhà, cưng hơn ảnh không? Dạ cưng hơn. Mà hai vợ chồng đều cưng à? Dạ tại vì chồng em rất là thích nuôi chó. Thì chồng em kiểu như bảo là sau này anh muốn một khung hình nhà mà có hai đứa con và một con chó ở trước nhà thì là chụp hình gia đình, thì đó là một gia đình đẹp. Và bây giờ hai bạn mong muốn thay đổi điều gì? Có mong muốn thay đổi không hay như nguyên vậy? Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ em thay đổi gì cả, trừ cái đấy là cái tự nhiên. Bởi vì em nghĩ đây là như nó mình yêu người này, mình thương người này, mình cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ. Thì tất nhiên cái điều xấu hay điều tốt của họ cũng là cái thứ mà khiến mình mình thích quyết định là mình sẽ cưới người này. Kêu là thay đổi gì đó thì em không bị muốn cứ để nguyên. Nếu mà em tự thay đổi đi thì tất nhiên cái đấy là mình quyền của vợ chính xác. Còn này và vợ em hay không? Còn em thì sao? Dạ thì em cũng vậy, tại vì em không ép ông thay đổi, nhưng mà nếu mà ông thay đổi được thì tốt, tại vì nó không phải là một vấn đề quá lớn với em. Em thấy sống cũng hợp cả với em. Thực sự là chị rất là thích cái nét đẹp của bạn này. Dạ lắm, cảm ơn. Xinh thiệt là xinh vậy đó. Cho nên là chị nghĩ là nếu như mà cái cơ hội nào mà em gọi là đóng một cái bộ phim, và thậm chí nha, bé này cũng hợp mà xem xích cũng hợp luôn nữa. Đó giống phim như xem xích. Em thì hơi già rồi. Không, cái mặt em cũng có thể đóng phim được đó. Trước thì em cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà để em nói chuyện với kiểu bạn bè, nói chuyện thân thiết thì em có thể nói được, nhưng mà để đặt lên kiểu tivi cái này nọ với cả show mà kiểu cách nói chuyện á, em không có quen thuộc. Em nghe em hay bị rối. Tại vì em không học tiếng Việt. Chị chúc tụi em á là hạnh phúc nè. Anh hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó thì là anh sẽ nhìn thấy em xuất hiện với một cái bài diễn trên màn ảnh rộng ở trên tivi. Trước khi tạm biệt thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em tất cả mọi công việc đều được thuận lợi nha. Chúc cho em cái điều mong muốn em sẽ là hiện thực, đó là sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời. Là chúc có baby luôn á hả? Chúc có em bé luôn à. Là Nguyễn Ngọc Quỳnh, năm nay em 35 tuổi, là nhân viên phòng kỹ thuật. 35 tuổi. Dạ. Còn em là Lê Hồng Linh, năm nay 35 tuổi, nhân viên nhân phòng. Ồ. Như vậy là hai bạn lấy nhau được lâu chưa? Dạ 3 năm. Đã có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Rồi. Chút nữa tôi sẽ chúc dính sinh đôi luôn. Để cho nó vui đúng không? Các bạn có hồi hộp không? Không. Hồi hộp thì xin một tràng pháo tay, cổ vũ. Cổ vũ. Hồi hộp không? Hai bạn coi như là gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em là quen biết nhau là thời còn học sinh cấp 3. Vợ em là lớp trưởng, lúc đó ấn tượng đầu tiên của em nhìn vợ em mà mới vô lớp 10 đó là đen mà lùn, mà còn xấu nữa, mà lớp trưởng chảnh mà. Em mà cũng hơi dưng quậy quậy chút xíu, mỗi lần mà làm gì mà sai á, ưa lên mấy cô giáo chủ nhiệm á là phạt. Càng phạt em á, em càng quậy hơn nữa. Đó, có lớp mất thi đua cái xuống nó nhằn em hoài. Em là chuyên môn mét bạn này, nhờ vậy mà ấn tượng. Rồi xong rồi tụi em ra trường 2 năm sau á thì em mới lại gặp lại vợ em. Là do họp lớp và bạn bè nó có gán ghép, cứ ôi ông chở bà Linh đi, đi đâu cũng chở, đi họp lớp cũng chở, mà đi về quê cũng chở. Chở với tụi em cảm ơn vợ. Em chỉ xe đạp thôi. Nhưng mà cái lúc đó là em có ghét chồng em không? Thì lúc mà học chung á thì cái vụ nó xảy ra thì em cũng hơi ghét, không đến nỗi như chồng em là ghét em. Em nói ghét đi, mốt ghét cũng nào chờ cha của đó. Như đúng sự thật luôn. Rồi tóm lại là hai người ghét nhau cho nên bây giờ mới gặp nhau. nhưng mà lúc mà các bạn cứ gắng ghép em để ngồi sau lưng xe chồng em á, thì em có cảm thấy là bị ép không, hay là em cảm thấy rằng như vậy lại đâm là hay không? Em cũng không nghĩ gì, tại vì đi chơi chung nhóm thì nghỉ hơi giờ,
xe nào trống thì mình ngồi xe đó thôi. Cũng nói chung là sau 2 năm gặp lại em cũng thấy chồng em lúc đó là chỉnh chạc hơn, thì cũng không có còn cái ghét ở trong lòng nữa. Rồi lúc đó là bắt đầu từ từ hai người bắt đầu yêu nhau. Yêu là như chồng em yêu em trước á, em cũng chưa có cảm tình nữa. Dạ. Không ghét trước mà cũng không yêu trước. Dạ. Hoặc đây là ghét trước ghét xong rồi yêu ta trước. Dạ. Bây giờ yêu xong bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ cũng 5-6 năm sau mới cưới anh. Họ quen nhau một thời gian quá dài. Quá dài. À, trong 6 năm đó chắc nhiều câu chuyện vui lắm á. Không đi làm mình là mình thôi. Bây giờ mình cứ như là mình lướt qua cái 5-6 năm đi. Bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn. Có đêm tân hôn hay người vui không? Cái này là nói gì mà nói gì cái nó nhắc vậy thì luôn. Phải không, mình đi một cái như không là không phải, bây giờ người ta phải hỏi gì nè. Có nghĩa là yêu nhau 10 năm không? Nếu mà tính là học chung luôn á là cũng gần 10 năm á chị. Hơn chứ. Dạ. Hơn nhiều à. 10 năm từ cấp 3. Hả? Hơn 10 năm. Nếu vậy thì dễ gì có đêm tân hôn. Em hỏi gì vậy? Có đêm tân hôn không? Dạ, yêu nhau nhiều. Cái gì? Yêu nhau như vậy mà có cầm kẽn đánh cái bỏ rồi. Dạ không á. Thì nói đó chung thì chị là... đang nói đó, yêu nhau lâu như vậy dễ yêu gì? Nhau lâu vậy thì ai cũng nghĩ là hai đứa là cầm cơm. Dạ đúng rồi, dạ dạ. Thì anh nghĩ đi, đàn ông mà ai là không ấy đúng không? Nhưng mà mỗi lần ấy thì em nói là thôi anh ơi, để dành cho đêm tân hôn để sẽ lãng mạn hơn. Thì anh cũng tôn trọng vợ. Anh cũng chờ mấy năm luôn. Trời ơi, cuối như cùng vậy thì... chắc chắn là đêm tân hôn của họ rất là tuyệt vời đúng không? Phải không? Trời trời. Hả? Đêm tân hôn là thất vọng rồi đó. Đêm tân hôn á là vợ em bị kẹt đèn đỏ. Anh cảm giác em lúc đó làm sao? Dạ buồn vậy. Mình cũng háo hức rồi bao nhiêu năm đợi chờ rồi cuối ngày tới tân hôn rồi mình tính là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc mà lên cái rồi vợ nói vậy thôi rồi như coi như là em không còn cái cảm giác rồi đó dạ. Hụt hẫng liền đúng không? Cháo đảo nói đó hai chồng chứ nằm đó là nói chuyện là tâm sự. Đêm đó tôi nói nó dài đắng đắng. Nhưng mà hết rồi sau mấy ngày hết rồi tụi em đi hưởng từ trăng mực. Rồi sau đó đi tân hôn ấn tượng. Đêm đó vui á. Dạ ấn tượng. Ấn tượng nghĩa là vui không? Chia sẻ đi. Tự nhiên nhân viên đưa cái phòng hai giường tối cái đi ảnh qua giường ngủ chung với em. Rồi tới sáng ra thì thấy một vết máu chị. Chứ chồng em với em sợ quá trời luôn chị. Sợ nhân viên khách sạn thấy mình mình hơi quê nên nó còn cái vết gấp mà lại che cái đó lại chả phòng trao gấp luôn. Hai đứa khách sạn khác không dám ở khách sạn nữa. Thế là giờ hai bạn về ở với nhau là 3 năm. Dạ. Không? Bạn có điều gì bất ngờ ở cái đó với chồng không? Em bất ngờ chồng em là mê chơi game với mê đánh cờ lắm. Ví dụ mà bây giờ ảnh đi làm về 5 giờ ảnh ăn cơm đến 7 giờ. 7 giờ ảnh có thể vô cái máy tính ảnh ngồi chơi đánh cờ trên mạng chị tới 1-2 giờ đêm. Cái xong mà lúc 10 giờ em vô ngủ. Em nói anh tắt máy tranh thủ đi ngủ sớm mai dậy sức đi làm. Ảnh nói giờ ngủ trước đi. Thế là em ngủ một giấc dậy cũng còn thấy ngồi chơi tiếp nữa. Em mới la tiếp, em nói là anh tắt máy đi ngủ. Xong rồi để anh đi tắt máy ngủ. Cũng không luôn. Tới mà chừng mà hả lần thứ 3 nữa em nói không tắt máy là em chạy rút điện luôn á, khỏi có sức đau máy gì hết á. Quảng hồn tắt leo ngủ. Thì còn gì nữa? Hai nóng tắm. Mà nóng tắm sao? Hai vợ chồng gây lộn gì đúng không? Cái mà cái chuyện không đáng tự nhiên ảnh la cho lớn quá. Mỗi lần anh nóng á là em phải xìu lại em nói cái đầu ảnh im. Chứ em mà không nói em mà la lên nữa ảnh la tiếp nữa. Giống như là cãi tay đôi vậy chị. Rồi hai vợ chồng cãi nhau có lần nào mà cãi lớn? Dạ cãi nhau á thì tụi em á là thường á mới ra công viên ở nhà thì sợ ba mẹ biết nghe á chị, rồi ba mẹ buồn. Anh tưởng tượng cái cảnh nghĩa là chuẩn bị gây nhau bà vợ hai ban gây ra công viên gây đi. Dạ có anh vậy đó, có lần á là đi lễ em đi làm về mệt em nhức đầu em nói chồng em là thôi anh đi lễ dưới nhà mẹ đi em đi gần ở đây. Lúc đó hai chồng cũng có mâu thuẫn chút xíu mà chị, cái đùng đùng la lên không chịu chị đầu đi chung. Em nói không em không đi á, cái vô hỏi em nữa vợ em có đi không, không em không đi. Thế là về bắt đầu cái nhằn em nói em á, vợ cứng đầu lắm, nói vợ vợ không nghe, vợ cãi không mà bây giờ á anh gom quần áo giờ anh ở bên nhà má anh không mở cho em nữa. Ra lấy mấy cái bao xếp bự bự á, lấy xuống xếp tự động bỏ vô, tự động bỏ bao được 3-4 cái. Cái em chúc em lại đúng chứ anh mà bước ra đi là anh không có ngày về đâu, em không có kêu đâu. Cái nói sao em yên tâm đi, anh đợi ba về anh xin phép ba một tiếng, tự trước khi anh tới đây á là anh cũng xin phép đúng không, bây giờ anh đi anh sẽ đợi ba anh về anh xin phép chứ em không có đi ngang, anh không đi ngang đâu. Thế là nằm chờ mấy tiếng ba mới về, là lúc đó làm như nguôi cơn giận bớt rồi vậy. Tới ba anh về mà sao tự nhiên nằm ngủ luôn. Cái sao mà nói ảnh trên là em dưới đất, hai người là hai góc nghiêng vậy. Cái em nằm em tức lắm, nước mắt em được động chảy ra. Cái xong nghe vợ khóc cái lật đật xuống năn nỉ vợ, anh xin lỗi em nè, anh biết anh sai rồi. Em nói sao sống với anh á em thấy nó bất an, nó không được che chở. Vui á thì thôi, khi mà gây lộn buồn á anh nói xách quần áo về nhà mẹ anh ở, mà trong đó á mình là vợ chồng rồi. Hết, nói tóm lại là vậy. Hai người bằng tuổi á là lúc nào cái bạn nam á là cái tư tưởng cũng nhỏ hơn cái bạn nữ. Yeah.
cho nên tôi kệ chịu em bé đi. Còn em bé làm sao thế? Em thái vô cái chuyện mà đem quần áo bỏ. Có cái tật xấu là cằn nhằn hoài, cứ vô nói em không nghe, có vợ nói chuyện với anh giống như nói cái đầu gối vậy đó. Em nói thôi giờ em ra em nói đầu gối để anh tập trung chơi game chút xíu. Đó là gia giận không ăn cơm. Còn còn khóc giận lẫy 3-4 ngày rồi phải năn nỉ mới chịu. Bây giờ em muốn vợ em thay đổi những cái gì? Bớt cằn nhằn chồng, với lại hả biết chăm lo bản thân, có giận chồng cách mấy cũng ăn cơm hay là uống thuốc. Vậy giờ còn vợ, giờ muốn chồng thay đổi gì? Bớt game. Dạ, chơi game. Bớt cái gì nữa? Bớt nóng tánh lại chút xíu. Vợ thì bớt làm mềm, chồng thì bớt nóng tánh. Bây giờ nè, giờ nếu mà vợ muốn tôi hết hai cái kia đó thì vợ hết hai cái của vợ đi, ví dụ vậy. Bên đây ngược lại, chồng muốn vợ coi như hết hai cái mà chồng muốn vợ bỏ đi thì chồng cũng phải thực hiện được hai cái mà vợ muốn đó. Giờ hai bạn tự nói nhau đi, móc méo đi, tại vì hai người bạn thân mà. Và đặc biệt nữa là bớt cái kia nhưng mà tăng cái khác lên. Để chi vậy? Để còn đón chào một em bé ra đời nữa chứ. Con dê vàng. Chúc hai bạn trong năm nay sẽ có được một chú dê vàng. Dê vàng. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chà, hai gương mặt giống nhau quá. Đó, bởi vì gương mặt phu thê nè. Phu thê. Sự sống chung lại nó là phu thê luôn rồi. Trời, cái đôi mắt này lạ lắm nha. Hiếm có cặp vợ chồng nào mà có một cái đôi mắt mà giống nhau như vậy luôn á. Đâu có giống đâu. Đâu chị, cái mặt nó giống nhau vậy? Không. Đều là dấu gì ta? Dấu ớ. Không phải. Đây nè, ớ nè. Đó đó. Không giống lắm, anh nói thiệt. Mà có ai nói là hai vợ chồng giống nhau không? Thấy chưa? Giống lắm. Đó. Tức là nhìn tổng thể là giống nhau, nhưng mà phân ra từng nét á thì cho có cái lỗ mũi giống nhau thôi. Không có. Em lại thấy đôi mắt cũng giống nữa nè. Không, đôi mắt của cô này bé mà, đôi mắt nó tròn xoe mà. Nhưng mà cái kết cấu là nó đều vĩnh, nó đều đó là giống như cái dấu này là dấu gì không biết nè. Hả? Dấu nào? Dấu gì? Dấu gì nè, chứ không phải dấu. Cái này là cái nón. Không, bây giờ em hỏi chị nè, trong trời tự nhiên bí quá, có cái dấu nào mà nó quẹt qua gì không? Thì nó là dấu ớ, còn cái này nó là dấu á. Dấu á. Dấu á ngược á. Còn này dấu ớ. Cái này dấu á ngược á. Nó ân á, ân á rồi ăn á, hiểu không? Cái này là ân. Không, bởi vì em mới nói là ăn. Ăn à này. Ừ, thì là ăn thì đứa hỏi nè, ăn hay là ờ hay là ân? Ớ, nhưng mà là nó không mệt quá thôi, đẹp mệt quá, nói nghe nè, giới thiệu tên em mới được. Đó. Dạ, em xin chào MC Quốc Thượng, xin chào chị Hồng Vân, em chào các khán giả. Em tên là Thành, em làm công việc của em là vận chuyển hàng. Vận chuyển hàng. Ở đâu? Ở đâu? Em vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. À, từ Trung Quốc về Việt Nam. Thành là Thành là nay nhiêu tuổi? Sài Gòn. Em nay 93, 30 rồi. À, 30. Yeah. Thành vận chuyển đồ, vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Rồi. Ừ. Em mời vợ Thành. Dạ, chào cô chú, chào khán giả. Em tên là Thư. Năm nay cũng 93. 93 tuổi. Năm nay 93 tuổi. Năm nay cũng 93 tuổi. À. Làm công việc gì? Dạ, em bán quần áo. Quần áo. Cha à, vậy là bên này nhập quần áo từ bên đúng kia. Đúng rồi, giờ cho bên này bán. Bán lại. Ừ. Đó. Có không? Lúc đầu là thường như vậy đó. À. À. Nhưng mà bây giờ sao? Dạ. Bây giờ sao? Ai cũng nói vậy. Thì bây giờ là như vậy luôn. Chuyện quen nhau thì lại mắc cười lắm. À. Ngày 28 Tết thì em đi quýnh bài. Ừ. Em quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. Ừ. Trong đó có vợ em. Chủ nhà là mời quýnh bài em ăn hết sòng bài luôn. À. Thế mời vợ em đi ăn, tụi mình ăn bài mà cứ mời hết mọi người đi ăn, không có đi hết. Thì có vợ em và đứa em gái nữa đi ăn. Sao ăn ra ngoài nói chuyện. Không ai chịu đi ăn hết trơn. Chỉ có hai chị em bé này đi. Nó cày cú quá. Nó cày cú quá mà nó ăn không còn một đồng bạc mà. Nên là tôi phải ăn lại cho ông coi như là ngập mặt đó. Ủa, nhưng mà sao lại có thể còn tâm trạng để đi ăn vậy Thư? Tại vì lần đầu tiên là hồi đó giờ cũng đâu có đi đánh bài. Không đi đánh bài luôn. Cái lần đầu tiên đi vô đó, nhà chị đó rủ vô chơi đánh bài chị dắt. Cái vô cái anh này chạy là sao? Cái nhạc bô nữa. Chạy xe là đó, đi ăn chưa? Có ba người. Cái tâm trạng nó y chang, nó y như là tôi nói, một đứa ăn bài, một đứa ăn đồ ăn. Đó. Ăn qua. Nhưng mà sao không? Lúc mà đi ăn có ăn cho bỏ ghét không? Dạ, ăn quá thì ăn luôn, kêu vô kêu phở, kêu chín tái hột gà, kêu đủ thứ hết. Như trong tiệm phở có gì là kêu hết. Và như vậy là nhìn thấy cái nước ăn của cổ mà coi như là thấy ấn tượng đúng không? Mà em đói gần chết luôn, mà em giữ nét. Em đói cũng chết, để mình vô mình kêu ăn này nọ. Thôi anh đói là anh ăn rồi. Anh kêu miếng kêu chín tái thôi, no quá. Nó về quốc trên tô mì, thêm tô mì mới chịu nổi. Hôm đấy mình mới gặp mình sơ sao như sao, cảm ơn ăn xấu lắm. Cái thôi nè, anh no rồi, anh kêu cái tái ăn à. Mình giữ kẻ giữ nét mà. Nhưng mà trong lúc ăn thì có nói chuyện thăm hỏi gì về nhau không? Có nói chuyện thăm hỏi, em ở đâu thì cũng sống Sài Gòn.
và gặp nhau đánh bài thì ở quê. Cũng ở chung cái thành phố Mỹ Tho mà mình không biết. Đồng trang lưới 93 luôn mà đâu biết đâu. Nhưng sau mà... sau mà về quê đánh bài gặp, cùng sống Sài Gòn, hiện ở Sài Gòn gặp nhau. Sau đó bắt đầu có những cơ hội gặp nhau. Mà thấy là mới quen. Dễ thương không? Trời, em chấm từ lúc đánh bài rồi. Từ lúc đã nói nhỏ chấm nhỏ mới không dám ăn đó, mặc dù là đói thấy bà nội đó. Đầu tiên là em vô sau cái chỗ gần bạn gái em là ngồi kính rồi đó ngồi được. Em đứng em tia rồi, thấy rồi trong bàn này tia rồi. Em thấy bạn em vừa thua cái em nhảy vô liền. Nhảy vô chơi rồi xong bắt đầu em vợ em ăn cái em gom tiền giùm. Chung giùm này nọ luôn. Ăn hết xong bài luôn. Mà cả đời em cũng bài không bao giờ ăn, chỉ dứt một bữa là em ăn. Vậy đó, tại có không có, phải này trấn nè, không phải hai đứa này đi trái quy luật. Người ta là đen bạc đỏ tình. À, đỏ tình đen bạc đúng này, không nó đỏ tình này, nó trái đỏ. Luôn nó đỏ tình đỏ bạc luôn, đỏ bạc đỏ tình luôn ha. Ờ. Hay lúc đó em chỉ thấy là trẻ trâu, em thấy Tú Nhi rồi em cay nữa nên em mới đòi đi ăn thôi chứ không có nghĩ cái gì vậy như. Ủa thì bây giờ không nghĩ thì cô cũng đã là vợ người ta rồi. Cô bây giờ cô đâu có chối bỏ được cái chuyện đó. Thôi thì bây giờ nói đến cái chuyện mà sau khi mà dính rồi đi, đúng không? Sau khi mà cua nhau rồi, cái buổi đi chơi đầu tiên đâu, kể nghe coi nó ra làm sao. Sau cái bữa ăn phở đó. Buổi đi chơi, đó. Không, cái buổi đi chơi riêng là sau khi yêu nhau đó em. Không thì hỏi luôn đi, bây giờ sao vụ ăn phở tới lúc mà yêu nhau đó là khoảng cách là bao lâu? Ngày nó về, chắc tới tuần. Tuần sau quen. Thì đó, tuần đó thì thôi kể đi, kể rồi. Cái bữa đầu tiên đi chơi đó. Ngày đầu thì tụi em hẹn nhau đi ăn đi uống. Mà tôi nói lạ, tôi biết nhau đâu mà nói chuyện nó hợp, gì mà nó hợp không thể nói luôn. Đâu đâu đâu. Nó quỷ nó tới không, sáng luôn. Bây giờ vậy nè, thôi để cô vợ cô kể đi cái chi tiết nè. Là lúc đó là sao? Dạ thì đi ăn, rủ đi ăn. Đi ăn là giống như là em thì em thích là ăn, nhưng mà thành phố thì em cũng ít đi vòng vòng á. Ảnh thì ảnh nói là hả, đi anh là biết hết chỗ này chỗ kia luôn, anh chở em đi từ từ quận nhất mà qua tới quận Tân Bình, rồi qua hết các chỗ các địa điểm luôn, xong ăn đủ thứ chỗ chút đi tới sáng. Mười bữa đi chắc tới 3 giờ sáng luôn. Cứ nói gì nói hoài giống như là hai đứa quen từ đời kiếp nào. Nói chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết vậy. Không hiểu sao luôn, sao cái em mới nói sao, sao mà dễ thông quá ta, sao dễ kể với lại anh này quá vậy, sao mà nói chuyện thoải mái được, thoải mái từ muốn kể gì kể á. Anh cũng dễ chịu nữa. Ủa nhưng mà cái lúc nói chuyện nói về vấn đề gì? Có nói về vấn đề kinh doanh được không? Không, nói chuyện lan man đủ thứ trên trời. Mà bây giờ cũng chả nhớ nói cái gì đâu em ơi, nói cái gì thấy cũng hay hết trơn trọi đó. Thiệt là nó khiến nó đến. Ừ đó chứ. Ôi trời anh ơi, con kiến nó bò kìa. Ô dễ thương quá em á. Trời ơi chứ. Hiểu không? Yêu nhau chừng 5 năm. Có nghĩa là yêu nhau chừng 5 năm, lấy nhau chừng 5 năm. Con kiến nó bò. Con kiến nó bò kìa, anh kệ nó đi. Kệ nó đi. Nó nổi nhiều chuyện. Quan tâm làm khỉ gì? Phải không? Rồi nhưng sao mà nè, không, nhưng mà hỏi nè, hai đứa bộ đi chơi và đi ăn thôi chứ không có cái gì hết mà làm gì tới 3 giờ sáng? Chạy vòng vòng hết Sài Gòn, chắc chạy hết cái trăm này thì sang quá. Vậy đó. 200 cây số chạy hoài không ngưng, cứ nói hoài đâu, chỗ đâu tấp. Cứ chạy hoài, giờ không lẽ đi về vui quá rồi. Cứ đi chạy hoài, chạy luôn, buồn ngủ quá. Chà, chắc đi từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi xuống Bình Hòa đúng không? Rồi sao nữa? Rồi qua ngày hôm sau có đi chơi nữa không hay làm gì nữa? Đi tiếp rồi đó là cứ được bữa xong là nó dính hoài. Rồi lại nói nữa. Nói hoài chuyện đâu nói không hết. Rồi nhưng mà cái ngày thứ hai nó có khác cái ngày trước đó cái gì không? Có động tay động chân gì không? Ngày thứ hai bắt đầu đi ăn. Cái bắt đầu tới ngày thứ ba cũng là đi ăn bên nhà ông anh. Tới ngày thứ tư. Thứ tư sao? Chuyện gì xảy ra? Ăn với thằng bạn ở đầu nhậu. Ở đầu vợ em không biết nhậu, em thì cũng đi gặp khách hàng nhậu thường, nhậu xong cũng say say men men cứ chạy đi về, mà cũng chạy vòng vòng hoài. Đó. Nó khoái chạy vòng vòng vậy hả? Chạy vòng vòng. Dạ. Giống như là cái nhà em là ở ngay cái nhà anh muốn ở ngay quận nhất rồi. Mà ổng cứ chạy vòng vòng hoài là gần nhà mà sao không về mà cứ chạy vòng hoài. Cái em mới bực mình quá, cái em mới nói rồi, em cũng thấy trong bụng rồi. Cái em nói thôi vậy thôi anh nếu mà anh thấy về không được thôi tắp vô khách sạn ngủ đi chứ khỏi về nhỉ. Là em ngủ vô khách sạn ngủ luôn. Là ngày thứ tư là đó luôn. Dạ. Quen lâu ghê luôn, quen lâu bé thiệt chủ lâu. Động nói luôn hả? Tại vì nó đi vòng vòng hoài á. Mệt mắc mệt thiệt. Đúng rồi. Hồi vô sạn ngủ luôn. Rồi em nghe cái câu đó làm sao? Nói cái cảm giác của em lúc đó em còn nhớ không? Trời ơi, nó chết đi, tỉnh liền, em sẵn tỉnh liền. Ôi liền, gấp lắm rồi, bây giờ không kiếm nữa, thấy lũ cho luôn. Lũ luôn, kệ đó. Khách sạn ngủ dứt 1 triệu mấy một đêm đau lòng luôn trời. Dạ, bao nhiêu cũng được. Trời 10 triệu cũng ngủ. Bây giờ ok cái là thấy tụi ta giá thấy rồi lũ thẳng liền. Lũ vô. Không kiếm gì nữa, mất công lâu, chịu lũ. Lũ liền, không hỏi giá luôn. Sao qua sáng sao tính chịu. Triệu mấy? Nhưng mà bữa đó lời mà. Lời cũng chết luôn.
Em nói đây thì chồng là... em mà từ ngày quen cứ nó tốc độ thấy khủng khiếp lắm. Trước đó đến chung là cái duyên hay sao, trước đó cũng quen bạn gái cũng là 5-6 năm vợ chồng rồi. Rồi bắt đầu cũng chia tay, chẳng hạn như mình gặp với em, gặp xong quen một tháng sau cầu hôn rồi cưới luôn. Ủa vậy đó hả? Ủa vậy? Tức là vậy? Không đợi luôn. Tức là trời ơi, vỏn vẹn trong vòng 4 tuần đó. 4 ngày đã là của nhau. Rồi sau đó là 1 tháng sau là cầu hôn. Tháng hơn là cầu hôn. Rồi chừng nào cưới cưới luôn không? Dịch. Tính cưới rồi nhưng mà dịch. Không nào mới cưới được. Rồi xong là qua dịch rồi cưới. Vậy là cũng phải mất hết năm. Dạ. Thì tụi em cũng chừng năm. Wow. Rồi sao? Bắt đầu là tính cưới rồi. Nhưng mà là tính cuối năm mà dịch, nghĩ là dịch cưới được không? Cái đầu hai đứa thấy năm sau cũng sủ hợp cũng dậu. Chờ nghĩ thôi giờ đám cưới mà giờ đầu năm đám cưới mà giờ cưới xong biết có bầu liền không? Thôi giờ để luôn, năm trước để luôn. Nếu dính đi dính trước thì năm sau kịp là tuổi sủ luôn. Rồi để có bầu dính. Có không? Ở dưới nó hoài tốc độ luôn, là coi như là ở trên á, người ta chỉ đúng thẳng rồi, người ta dập thẳng luôn rồi. Ủa nhưng mà trước đó là hai đứa có đi coi bói coi thầy coi cô gì không? Dạ, chắc có. Luôn có không? Nhưng mà là người ta nó coi như là thầy bói đó có hợp tuổi không? Dạ, cái cô đó chỉ nói gì nè, bây giờ là bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả hả, cứ để em bé đi, tại vì rất là tốt luôn. Nên bây giờ có nếu mà bị ai nói gì cũng không quan trọng đâu. Cô đó nói gì đó thì nãy mới nói là cái gì làm cũng hợp với tuổi dần với tuổi gì tuổi dậu với là tuổi sửu đúng không, là em bé là con trai hay con gái? Nhưng mà là hai đứa là bằng tuổi nhau hả? Dạ. Trời ơi, ok thì quá ngon lành. Nhưng mà vậy là mấy năm rồi ta, hai đứa gặp nhau lúc 2019 là 4 năm rồi. 4 năm. Nhưng mà 4 năm ngưng hết năm dịch. Năm dịch đúng không, là 3 năm. Ôi trời ơi, rồi cưới được mấy năm? Cưới được 2 năm rồi em. Rồi có nghĩa là 1 năm dịch. Rồi á, 1 năm là cũng như gần gần cuối năm á, là biết nhau, quen nhau rồi cầu hôn luôn đó. Rồi giờ để em hỏi cái này, cái nghĩa là coi như là cái tình yêu nó nhanh quá, nó chóng bánh quá. Vậy thì bây giờ, và thậm chí là trong 4 ngày thôi là bắt đầu là lũi vô khách sạn luôn rồi. Vậy thì không biết là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, ổng cầu hôn em á, ổng làm sơ sài hay là ổng có tổ chức, ổng có tạo rần rần á? Như là lúc mà đã hai đứa đã đi khách sạn rồi đã là của nhau đó, đã là của nhau. Xong rồi cái em kêu ảnh về ở với em chung luôn đi, xong rồi đi về ổng ở với em, cái em đi học, em đi học xong cái ở nhà ổng quét nhà ổng lau nhà, cái nhỏ em của em xuống thấy anh này giỏi quá vậy, cái nói trời ơi hai ơi, chị hai ơi anh Thành được lắm, anh Thành giỏi thì kêu anh Thành quét nhà lắm. Cái em mới nhắn tin nó sao anh không để cho em, cứ em về em dọn dẹp cho. Cái ảnh mới nói là hả, anh đã sạch quen rồi, thấy dơ anh chịu không nổi. Cái câu đó xong cái em nghe nó trụ xong tự nhiên nhớ được con này cũng ok nhỏ. Xong là từ lúc đó về sau mà là cỡ tháng sau là về dọn qua chung cư ở cho nó rộng á, cho nó rộng á, thì là không bao giờ sập nữa. Là ổng theo em. Ông theo em. Là lúc đầu, lúc tuần đầu, tuần đầu thôi là ý là giả dối đó, ý là giả dối. Dạp dối á, đúng không? Tạo nét. Cuối cùng là lòi. Thôi để chút nữa cái phần sau kể. Kể nha. Ủa nhưng mà lý do gì nhà không ở đi qua ở nhà người ta? Là từ cái bữa tư đó là ngày nào cũng gặp. Rồi bắt đầu cũng đi khách sạn xuống luôn, rồi bữa tối đó đi về thấy vợ ngủ, mình ngủ, rồi đuổi nhà vợ ngủ luôn. Ở đuổi về luôn. Coi như là cuốn gói theo gái đó đúng không? Em lấy đồ dọn quen mở luôn. Trời. Dọn em cửa luôn. Mà em ở dơ, em là biết dọn nhà lắm, tự nhiên ở nhà gái rồi tạo nét lên. Nếu mình đàn ông như mình ở dơ nhà gái tay kỳ quá, cũng quét dọn. Mà tánh em là biến ở dơ lắm, thẳng luôn là biến. Trời, tạo nét được có bữa đó tới giờ luôn. Rồi lúc này coi như là mai bây giờ ta đang hỏi cái vụ mà cầu hôn kìa. Đúng rồi. Ủa lạc đề luôn á. Cầu hôn thì giống như là vô tình thôi. Nguyên đám bạn với lại em, hai đứa em của em là đi chơi, đi ra Phú Quốc chơi, là ở mướn cái villa đó là chơi. Xong rồi cái tới bữa cuối mình cũng không có biết là ông này là muốn cầu hôn hay gì nữa. Cái bữa cuối tự nhiên cái chiều đó, cái cỡ 3 giờ cái tự nhiên đòi hẹn chị Thái đó. Mà tự nhiên trong thành phố không ăn, cái đi ra ngoài Phú Quốc đòi em chị Thái. Cái chở em đi vòng vòng để kiếm chị Thái, mà mình bực mình ham vui mà mình muốn chơi, mà tự nhiên đi kêu ăn chị Thái bực bội. Cái ngồi vừa ăn chị Thái mà vừa bắt điện thoại hoài cũng không nói chuyện với mình nữa. Cái mình bực mình nói rồi mắc gì tự nhiên không ăn gì, ăn chị Thái không nổi. Xong cái tức quá cái em nói thôi đi về đi chơi, tại vì ở nhà mình nghỉ vui mà, để nguyên các bạn đang ở nhà đợi, là đi về là thấy là chuẩn bị hết rồi đó. Là kiếm cớ đi ra ngoài để ở nhà bạn bè trang trí đó. Bí quá, cái tự nhiên ông ăn chè Thái mà. Nhưng mà sao về thấy gì xuất hiện nè? Đầu tả sơ sơ cái coi. Giống như là trang trí hết cái căn villa đó là từ trên dưới là bong bóng,
Rồi sao? Ổng đã hành động như thế nào? Dạ, là quỳ xuống. Quỳ xuống rồi nói câu gì nhớ không? Đồng ý làm vợ anh nha. Ờ, có trao nhẫn không? Dạ có. Trời ơi, cái nhẫn đó đâu? Dạ. Trời ơi, hai chị em đồng thanh đồng thủ. Ờ, cái nhẫn để nhà. Tại có cái cặp kia vui lắm, cái nhẫn cầu hôn á, bà vợ bà rửa tay rồi bà bỏ bỏ quên rồi bà để quên luôn, rồi bà mất luôn, bà giấu chồng, bà giấu mỗi lần chồng hỏi cái làm bộ nó là cất ở đâu à. Nhưng thực ra là chồng bà đã cất cái nhẫn đó từ đời nào rồi. Cái nãy hai chồng sáu tháng trao nhẫn ở đây nè, cưng lắm. Dạ, vậy cũng giống anh này vậy hả? Dự tính cầu hôn á là nó trong vòng có nửa tiếng thôi à. Đầu tiên là nói bà mẹ lên đang đi Phú Quốc, rồi tính bà mẹ lên để nói chuyện rồi là nó cưới hỏi nha. Nói thôi sẵn đây đẹp quá, bắt đầu nhắn tin hết, phân công bạn bè đi đó 8 người, người ăn mẻ, người à, bóng, bóng đứa đi đặt bánh kem, rồi đứa đi trang trí, đứa lượm bông hồng treo, làm giả đi thay lo, rồi giao người việc hết trơn, rồi bạn bè nó xông xáo lắm. Em nhiệm vụ là dẫn vợ đi ngoài để đi dọn cái trong đó cho nó đẹp. Tại vì về là mọi người cứ vô ập vô mà làm. Hề nhất là đang trà thái ha. Dạ. Tại vì rồi. Em ghén kiếm thời gian, đi càng lâu càng tốt. Nhưng mà nhưng mà hai đứa yêu nhau vậy rồi rồi gia đình rồi suôn sẻ hết ha, có cấm cản hay là có gì không? Dạ không. Là, hai đứa là tự lập á. Như là lên thành phố ở rồi, anh cũng lên thành phố ở từ nhỏ luôn rồi. Nên có gia đình là tự lập luôn. Lúc mà em quen vợ, lúc em làm cái gì? Lúc em đang làm cái gì? Dạ cũng làm công việc đó. Là công việc vận chuyển. À vậy đó hả? Rồi rồi lúc em vợ làm cái gì cưng? À vậy là giống như hai đứa giống như cá gặp nước vậy đó ha. Bởi vì ngồi nói chuyện nhập hàng sao rồi nhập chưa vô đâu. Rồi xuất sao chưa, làm sao xuất nhập được thì đúng rồi. Mà không, bên này nhập vậy nè, nó anh làm gì vậy? Ủa anh giờ đưa công chuyện của anh lại gì khẩu. Đâu anh lại giờ anh đi anh chuyên chở đồ từ Trung Quốc về. Ồ dạ anh, trời em đang tính bán quần áo nè đó, đúng không? Em thôi em đang tính kinh doanh quần áo nè, không mấy giờ anh ấy đúng không? Trời thì đúng rồi đó, đó. Thì bởi vậy quá trời. Chụp thời cơ liền. Cái này cũng ngon. Cũng ngon, mối này ngon à, mối này ngon ha. Rồi, coi đẹp như trai là... nè, rồi là chịu chi tiền đi ăn uống đồ ha. Dạ. Bài bạc rồi cũng giỏi. Số cũng hơn ha. Từ bữa đó xong là thua luôn á, là mỗi lần mà về quê đánh bài nữa là không bao giờ. Thì đó đỏ bà, coi như là đỏ tình luôn tới bây giờ. Đó, đỏ tình. Tại vì mẹ gặp vợ em thôi. Đó, đúng đó, đỏ tình đó. Mà biết sao cua nhỏ này tốn tiền không? Dạ. Cua nhỏ này tốn tiền không? Thì thời đó cũng không, tối mấy đi ăn đi uống này nọ thôi. Tiền ăn uống không thấy bữa nãy nó kể đó, ăn cũng ham uống mà. Ăn quá trời ăn, ăn kêu đủ thứ rồi hết bò rồi tới gì trứng rồi gì đó. Ừ. Hai đứa hợp vậy đó, thích ăn uống thích đi vui này nọ, cái đứa hợp. Rồi. Rồi sau khi lấy về có còn hợp nữa hay không? Và cái việc sinh con ra tất cả mọi thứ nó có tốt đẹp hay không? Hay nó có gặp đỡ đần gì cho cưng không? Rồi nó có gặp những cái sự biến, gặp những cái sự cố gì nó xảy ra hay không? Gặp biến cố. Biến cố. Hoặc là sự biến là cái gì? Như là cũng có nhiều biến cố, như là mình bị thay đổi á. Như là từ hồi mà hai đứa quen tới lúc mà hai đứa cưới luôn á, là không bao giờ mà có một cái tiếng nhỏ to luôn. Xong rồi đầu từ tới lúc mà có em bé á, lúc mà em bé thì giữa đầu hai đứa có. Tại sao? Như là cũng có thể lúc đó em thay đổi, như là em suy nghĩ nhiều hơn á. Như mình phụ nữ mình có con rồi cũng suy nghĩ nhiều hơn, lúc đó em cũng biết là mình bị áp lực. Đang dịch cứ ngày nào cũng nghe dịch chạy luôn, rất là sợ. Rồi gặp lúc đó là khoảng công việc là hết, là không có làm gì hết. Không có làm gì hết là cắt đứt tiền bạc này kia của hai vợ chồng, không làm hết thì về quê ở nữa. Ở chung với gia đình nữa nên có nhiều cái phức tạp đó. Dạ. Hai đứa cũng có gây lại. Giống như bị... là đang tôi ăn cũng chơi mà có con quen. Nói chung là nó mới hết toàn bộ luôn. Cái trong những, tại vì mình còn trẻ mà, trong công việc nuôi con không quen cứ người này chỉnh người kia mà không biết không em càng nhiều á. Giống như bị trầm cảm vậy đó, phải không? Dạ, đúng đó, có bị trầm cảm. Nhưng rồi mà gây nhau dữ nhất là lúc mà cỡ làm sao? Cãi lộn rồi giận nhau hay là giống như là thôi tôi bồng con về má tôi ở hay này kia nọ. Giống như hai đứa mà gây nhau mà nặng nhất là cỡ nào? Dạ, gây chắc cỡ luôn. Cỡ đó kiểu em ở nhà em, vợ em vợ, rồi xong cũng hai bữa lên sỏi. Kiểu như là nghĩ lại thì thôi có con rồi mà cũng vậy. Vậy như em cũng, lúc đó em cũng áp lực là muốn chồng mình phải cái như vậy. Giống như mình nghĩ là ủa sao người ta được vậy mà chồng mình không được như vậy. Mình bị muốn được nhiều hơn như vậy, cái mình đặt cho anh áp lực quá. Nhưng mà vì lý do nào mà tụi em vượt qua được cái tình trạng đó? Vì đứa con, vì tính tình hai đứa quá hợp nhau mà. Anh cố
được hết. Em cũng nghĩ là cái đầu mà hai đứa quen nhưng mà mình nghĩ là sao mà lúc mà hai đứa chưa có con sao mà nó vui như vậy, sao mà nghĩ là tại sao giờ phải như vậy, sao không vui nữa, cái em nghĩ lại thôi không có gì hết, cứ đừng áp lực quá nên em thôi để sau này cảm thấy làm gì làm. Bây giờ là một đứa thôi đúng không? Dạ. Mới có được mấy tuổi? Dạ, em bé 18 tháng. Em xin kể luôn là em đặt tên con em là tên Xì Dách luôn. Xì Dách luôn. Vậy đó kỷ niệm đó. Mà em đẻ đứa con gái chắc em đặt là Ngũ Linh. Nguyễn Thị Ngũ Linh quá. Sao vậy Ngũ Linh là sao? Ngũ Linh á là thắng 5 lá. Đúng rồi, năm lá 21 điểm. Rút 5 lá 21 điểm, chưa tới 21 điểm mà. Giống như Xí Ngầu á, Xí Ngầu á là đó, thì đó chị cũng chả có biết chơi bài đâu. Mà ăn, ta nói ăn thôi là ăn vậy đó, bởi đẻ đứa con đầu tiên tên Xí Ngầu luôn. Không, Xí Ngầu dễ thương nghe, thằng kia tên Xì Dách nghe dữ à nha. Thì nó trai mà đó, gặp gái mà để tên Xì Dách nó kỳ lắm á. Mà ăn gái thôi, Ngũ Linh cũng không nên. Thôi đi. Đặt Xí Ngầu đi. Đặt Xí Ngầu đi dễ thương á. Thôi không sao, dễ thương mà. Rồi bây giờ đến cái phần này nó hấp dẫn nè. Nãy kể đó, cho vợ kể. Cái phần mà coi như là ở với nhau rồi á, nhìn thấy ổng có bao nhiêu tật xấu lòi ra đó. Ở dơ đó, nãy bừa bộn đó nhớ không? Đang kể đó. Bây giờ còn không? Dạ cũng còn. Bây giờ tới phần khui tật xấu đó. Dạ cũng còn nha. Khui đi. Xong rồi còn quên tắm nữa. Mà đó giờ em nhỏ lớn em mới nghe một người mà sao quên tắm. Bị quên tắm. Hỏi hoài luôn. Tối nào cũng thiệt mà. Sao mà quên tắm ta? Không. Cứ xong cái đi ngủ cái em hết rồi xong đi tắm quên rồi, xong rồi cái em nó kêu ra tắm đi, cái nó giờ tắm thì trúng gió chết liền chứ không có rồi không tắm luôn, trúng gió chết liền á, rồi là xong rồi để tới sáng tắm mà không có lau mình luôn á. Dạ không luôn, cứ vậy đó, cứ vậy là đi tắm như vậy là nhưng mà biết là nằm xa nha. Nằm xa ra ôm chứ ôm nằm xa ra vậy đó, rồi bữa nào tắm thì sát vô, còn bữa nào chưa tắm thì sát lại ra. Mà bây giờ còn không? Bây giờ nó thành một cái lệ rồi. Có nghĩa là bữa nào ảnh tắm là chị vợ biết bữa đó là phải sáp vô. Còn bữa nào mà nằm ôm một cái ôm ngoài là biết bữa đó chị chưa tắm. Có nghĩa là đó là nhiều khi nó cũng là một cái ký hiệu nữa. Ký hiệu đó. Trời ơi, bạn chị đó Bin. Bạn chị đó. Cái bữa nào tôi mặc đầm là anh biết là bữa đó là đó, anh phải làm nghĩa vụ quân sự đó. Trời ơi, xong chồng nó kể vui lắm đó. Trời ơi, hồi hộp thấy bà nội luôn á, bữa nào mà thấy bà đi cặp giò lên mà lửng lửng tới đây là thôi rồi xong. Là đó, đêm bữa đó. Bữa nào mà có cái quần mà pháp pha pháp phới đây là thấy khỏe rồi. Phải thật là em phải nghe công việc của em á, nghe thổ nhiều quá. Cái tật em hay quên. Mà cái này em quên thiệt, cứ nghe thổ xuống từ 9, 10 đi 11 giờ còn nghe. Nghe cái rồi mệt quá, cứ lăn ngay ngủ luôn. Nói công việc thì mà, đúng không? Thôi nhưng mà dù sao đi nữa cái chuyện ở dơ vẫn là dơ. Đó, tiếp theo, đó, bây giờ một cái là quên tắm. Ở dơ nè, rồi tiếp theo cái gì nữa? Tỏ vẻ nữa. Ra vẻ. Dạ, à ra vẻ đó. Thí dụ ra vẻ sao? Giống như cái vụ mà đi lau nhà đó, nói chung là tại vì mình ở sạch quá. Giống như là giống như trong cuộc vui với mấy bạn thì cái anh cũng hơi hiện lắm. Giống như kỳ em với ảnh đi ra vịnh Hạ Long chơi. Xong rồi thì nói là thôi sáng mai thì đi ra máy bay thì xuống khách sạn có taxi thì đón ra luôn. Không để anh biết chỗ này có kiếm hay là chuyên gia xe chở rất là biết. Không phải các bà. Các bi. Nó chở ra sân bay Cát Bi Hải Phòng. Trời ơi trời. Mất vé luôn. Rồi đặt vé lại. Ủa, nhưng mà thực ra là sân bay Vân Vân Đồn. Ở Hạ Long thì Hạ Long thì sân bay Vân Đồn. Vé Vân Đồn. Chết cha, rồi em đặt người ta sân bay Cát Bi hả? Trộn, thằng đó nó chở ra Cát Bi. Cái nó đưa tới sân bay Vân Đồn chưa, tài xế quyền. Nó thọn luôn, không ngờ luôn. Ủa, cái này sân bay Cát Bi mà anh. Trời ơi, em đặt sân bay Vân Đồn, đâu có. Anh đặt sân bay Cát Bi mà trời ơi, chết mẹ rồi, bỏ vé luôn. Có nghĩa là ổng đọc lộn luôn không? Ông dạ, tưởng lộn. Nhưng mà cái em tức quá, cái em mới nói là ủa rồi anh kiếm này ở đâu vậy để nói chuyện với người ta. Cái nói anh sợ trên Google. Trời ơi, là tưởng đâu mình, tưởng đâu là ổng biết rồi, ổng rành rồi. Trời ơi. Vậy là ổng sợ trên Google là ổng nhắm vô là ổng hả? Sân bay. Chuyên gia chở đi tuyến máy bay. Mà không coi cái địa phương, dạ. Không coi cái tên. Em hỏi anh ơi, tới sân bay Vân Đồn chứ quay hết hộn em tù máu luôn. Cái này, cái này để mai mốt mà chị Thúy Nga về á, đúng. Là giới thiệu với chị Thúy, em trai chị Thúy Nga. Đúng rồi đó, đúng, em kể cho nghe. Có nghĩa là ngày hôm đó là đi diễn với Sa Đéc cho Lê Tứ. Thế đâu hai chị em đi tung tăng chạy lên cái đầu cái tới cầu Mỹ Thuận rồi. Là tới Sa Đéc là sát bên. Mà bà vừa gọi điện thoại thì mở loa lên thì em nghe tiếng gà gáy.
mà chị bị hiểu không? Ví dụ như 6 giờ tối hay là 6 giờ rưỡi tối á thì bấm điện thoại lên thì phải nghe âm thanh cái loa phát này đó, nghe gà gáy, nghe không phải gà gáy, nghe chó sủa. Nghe chó sủa, nó sao kỳ ta. Cái đầu gọi ô Tứ ơi, Ga với Quốc Thuận đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nè. Cái Tứ nó ủa sao chị xuống sớm vậy? Ủa sao vậy? Dạ, xô mình tháng sau lận chị. Là thiên lộn con tháng thôi à. Chị tiếng. Dạ. Anh này cũng quá nhiều, giống như gọi là chân mệnh thiên tử á. À, bạn, 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 mấy, mấy, mấy mà mấy đứa bạn ở dưới quê là gọi là chân mệnh thiên tử là đồng chí vô nghị luôn là ổng. Trời ơi. Rồi bây giờ là da dẻ vậy là đúng rồi đó. Da dẻ vậy là hay còn là còn gì nữa? Còn mới đây nữa cũng da dẻ đi chở em qua Trà Vinh là đi coi cái xưởng của em. Xong cái gặp công an, mình thấy công an trước là cái mình sợ lắm. Ủa anh có đem giấy tờ đầy đủ không? Trời ơi em yên tâm, anh đi hoài anh đem giấy tờ đầy đủ lắm. Xong cái công an tắp vô cái cũng tắp vô luôn, ok rồi tại ông mày thấy ok rồi. Vô cái công an mới hỏi là giấy tờ đâu, cái đem ra cái bằng lái 4 bánh, không có bằng lái 2 bánh. Ủa sao tự nhiên bị tráo đổi rồi anh ơi? Cái nói với anh công an vậy đó, xong rồi cái ông công an hả dắt chiếc xe chở về luôn. Mà em nói có bi đát cũng khiếp luôn. Bằng lái 2 bánh không đem, bằng lái 2 bánh để Sài Gòn. À 11 ngày đêm đi tới một địa phận Bến Tre bị bắt. Rồi sao? Đi Trà Vinh mà cẩu xe về. Đi taxi của Bến Tre vô trung tâm thành phố, thuê mấy trăm ngàn ngủ một đêm. Qua 4 sao lấy xe mà chị em Hiên ngủ thiệt. Phải số bị xuống hay sao? Đi vô để mình đặt phạt không lái luôn, chịu gửi để lấy xe về vô nộp phạt. Hệ thống toàn quốc lỗi. Thứ hai lấy bà trời ơi trời, thêm 3 ngày nữa. Bảo dưới đó là cái tiền xe mà cái tiền mà ở khách sạn thì xe đi lại chắc hơn mấy triệu bạc hơn thì phạt nữa. Thì đó mà nó xui cái kiểu mà từ đó giờ không có bị lỗi. Ngay bữa em vô bị lỗi luôn. Lỗi thứ 6. Hệ thống toàn quốc lỗi rồi em ơi, thứ hai rồi em vô. Giống như là cái cuộc đi nào mà ông này là có ông này là bị xui à. Mà nó xui ghê lắm chị. Số thì sao? Mà đó chỉ là một trong số ít chuyện thôi đúng không? Dạ, nhiều lắm. Thôi bây giờ coi như mình lướt qua đi em. Lướt qua đi. Bây giờ mong con, muốn đi. Bây giờ mong muốn đi. Nó bây vòng vòng. Khui nó không? Thôi nhiều tội nó. Bây giờ chỉ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ. Thay đổi là bớt kiểu như là bớt thể hiện đó. Bớt da dẻ đúng không? Dạ. Mà chuẩn bị sẽ có cuộc vui là đi chơi với họ bạn. Đó, ừ. Rồi em đã dặn ở nhà rồi. Ừ. Anh cứ giờ anh cứ người ta nói A, anh cứ nói A. Người ta đi B, cứ đi B để anh khỏi da dẻ. Khỏi thể hiện. Rồi là bớt da dẻ. Đúng rồi. Rồi. Đó, rồi giờ bắt tới đầu. Cưng đó, giờ tới cưng. Dạ. Đi nãy giờ nó nói cưng quá trời rồi, cưng nói lại nó đi. Nghĩa là mong muốn thay đổi là bớt ra dẻ đúng bớt không? Bớt ra dẻ. Bây giờ tới em đó. Bớt ở dơ. Dạ. Bớt ở dơ nữa. Vợ em á, vợ em thì kiểu mà vợ em á tật xấu với em thì không có tật xấu gì mà hay lớn tiếng vậy em thôi. Hay lớn tiếng em gặp ghen công việc em tép. Em bị stress đúng không? Cứ lớn tiếng em ghen tép đi bật em chửi là hai vợ chồng nóng tánh nữa. Trời ơi chửi lộn tao đứa binh thiên nhà cửa luôn. Chửi mà còn hơn sân khấu nữa mà. Vậy đó hả? Rồi sao? Xong thì cứ cãi lộn đi đó. Cứ em bị tép rồi giờ lớn tiếng, cứ tật xấu thì lớn tiếng em thôi. Có nghĩa là vợ là chỉ có lớn tiếng mà nói nhiều không? Càm ràm. Lớn tiếng mà còn càm ràm nữa có không? Đúng không? Vậy là càm ràm mà trong cái lớn tiếng. Trong cái lớn tiếng đó. Càm ràm. Trời đó coi, tôi nói cho ông biết, tôi nói thiệt với ông luôn. Còn càm ràm mà xù xìu mít á là nó còn mệt nữa. Cái đó mới mệt đó. Em thấy cũng vui nhưng mà đôi lúc em bị test công việc á, em thấy là bực nhưng mà thường ngày vẫn gì là vui. Thì vợ càm ràm em cầm giỡn lại, em giỡn nhiều. Đó còn gì nữa nè, càm ràm. Thôi ít thôi, ít thôi. Vậy thôi đúng không? Ừ. Giờ mong muốn là chắc hết càm ràm đúng không? Đúng rồi. Muốn thì vợ em cũng có càm ràm nhưng mà ít ít lại. À. Này càm ràm nó vui không có nó buồn. À. Ngày mày không nghe chửi chịu không nổi. Ít ít lại cho vô cửa vô nhà đúng không? Cho nó có không khí cho có hương vị. Nói nghe nè, mình càm ràm tại vì những em càm ràm những lúc mà tại nó da dẻ đó phải không? Dạ, nó da dẻ rồi hư bột hư đường đó đúng không? Rồi. Rồi em càm ràm cái lúc đó mà nó quên tắm hoài phải không? Nó ủa dù đúng không? Đó muốn nó bớt cái thì bỏ mấy cái tật đó đi. Trời ơi. Thôi cặp vợ chồng này quá vui và thậm chí là chia sẻ những câu chuyện nó rất là tích cực. À, anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng cứ tiếp tục. Và thậm chí là coi cái thời gian nào đẹp đẹp đó thì thuận tiện đó, có lại thêm đứa nữa. Mới 18 tháng rồi đó. Không sao đâu, được. Em bé mới 18 tháng. Lẹ mình nuôi cùng lúc đi để cho nó khỏe sau này. Đó, nghe. Rồi, cảm ơn. Có nôn không? Nôn kìa, nôn chút liền. Ừ. À, ngứa mỏ quá. Chúc con gái nghe, nghe. Rồi, chúc nghe. Cho hai vợ chồng của hai đứa nghe. À, trong năm nay bác sĩ sẽ báo tin vui. Đứa gái. À, qua năm sau sẽ chào đón một thành cô viên tuyệt vời. Đó có thể là một cô gái hoặc cũng có thể là một cặp sinh đôi. Yeah. Trời ơi. Rồi. Con cọp vàng nha. À. Đâu có cọp rồi. Đấy, cọp. Một con rồng vàng. Ừ, rồng. Xin lỗi. Một cặp rồng vàng luôn. Trời ơi, ngon lành luôn. Rồi, xin chào hai em nha. Yeah.